Mình ghi video cho anh em nha. Giờ giấm nhạc môn phái Hiếu Lâm. Mở xong. Này là trung sinh 1099 nha anh em. Test này nó ra bữa 2 ngày, nó ra bữa 20 tháng 2 nè. À, nhập hiệu bang là anh em bấm chi viết 2 bên nè. À, là được đồng thủ. Nhận hiếm quyền ưng tử luôn. Ưng tử là bỏ bom ngự. Long tử là công kích với sát thương. Đây anh em đổi chiến sinh rất là dễ dàng luôn. Đó nè nè, ăn chiến sinh nè. Rồi anh em bấm lại, anh em muốn đổi hướng nào anh em bấm lại nè, nó dần qua hướng nó lại. Kim xà tự chọn nha anh em. Đây là ba món trên là kim xà ngoại công, ba món dưới là nội công, còn ba món dưới là hắn tất cả. Này tự chọn là hiếm quyền. Đó, sinh lực hoặc linh hoạt hoặc thân pháp cũng được. Đó, điểm bảo kích. Phòng thủ bảo kích. Đó này là kim xà tự chọn hết nha anh em. Đó đồ hắc bạch vô sông với quy hổ sói anh em. Để mình nhận công trạng cái. Đó, nhận lại quy hổ sói. Sao cái ngọc màu vàng không có nè. Thấy cũng có mấy ông xài mấy cái ngọc màu vàng mà không biết đâu mà không có. Mình nhận không thấy thôi. Nhận lại một lần nữa cho nó có ngọc màu vàng không nha anh em. Không có luôn. Nhận lại cái tướng nha. À nhận cái tướng thì nó ra ngọc màu vàng. Alamin đây nó hay quá anh em ạ. Nó giấu ngọc màu vàng. À, xài hai cục này là ngon rồi anh em. Giờ nhận hắc bạch vô sông. Anh em có thể nhận lò luyện anh em tẩy ra nha. Đó, vật phẩm hỗ trợ. Đó. Chưa có vàng. Để nhận vàng anh em. Đó đây nó không cho mình tẩy anh em ơi. Nó không cho tẩy rồi. Đó, anh em nhận nhiều lần cái gì anh em kiếm sát hương hay công kích gì anh em xài. Có sát tinh luôn anh em, sát tinh này cũng tự chọn luôn nha. Bắp đại vậy. Đó. Đây chỉ có luyện một tịch là lâu nha anh em. Kinh mạch là năng là phát nào lên phát đó nha anh em, 100% lên nha anh em. Để mình nhận mạch luôn. Đó, đây là được 108k. Mà kinh mạch bên đây nó không có bảo kích nha anh em ơi. Không có bảo kích với mấy kia. Nhận đá nè, đá khắp màu tới 7 nè, đó. Anh em đục lỗ trong cái cẩm nang luôn nè. Đó, đục lỗ. Đó, đục vô, rồi hãm luôn. Hãm đá. Đó, thế là xong. Luyện một tịch thì anh em mình thanh ly túi. Anh em bấm vô trang số 3 là mua mấy anh mua đại nhân xăm với tôi trang ấy quyết là nhân một tịch. Có luyện nhanh á, mà luyện nhanh cùi lắm anh em ơi. Mà luyện nhanh mỗi lần luyện cái nó phải hót ạt ra. Đó. Anh em kiếm được chỉ số vòng 2 112 là đá được 7 ô nha anh em. Được hỗ trợ 5% nó là 117 là được 7 ô. Còn mà anh em muốn 15 tụ hí á, là phải
125 là chỉ số vòng 3 là phải 120. Ở đây mới tụ 5 năm tụ hí. Còn 7 ô là 117. Dạ xong rồi anh em. Nhận khu cỡ. Nhận danh hiệu. Xong cái nhận bét ngẫu nhiên cấp 5 nữa anh em. Có băng khạch, có lắc đầy đủ luôn nha anh em. Khu cưỡi. Đục, cái kiếm này nhìn đẹp quá ha nha. Có lên ca, có khen phù không? Không có hên phụ anh em ạ. Còn có hên phụ, có miếng hên phụ là nằm nằm đâu trong đây nha anh em. Giờ 8 giờ 26 rồi mà cái ông mấy giờ thế. Hết giờ rồi. Chim sao tự chọn không anh em. Mình ra thử cho nó đánh mình chết không. Đánh mình không thấm. Để qua Tương Dương xem khiếm quyền BK nha anh em. Mình cũng tạo hoạt mà mình tập 2 ngày rồi. Chưa có cố nào 112 hết á. Khá là đông. Này là hoàn toàn miễn phí anh em. Trong này cũng đâu có tiếng chứ đó. Đây có nhận bút khiêm quyền video tại đây luôn nha anh em. Ba anh em luôn nha. Có gì mình để link tải game ở dưới video luôn. Đây, giờ mình hướng dẫn anh em cách tải game nha. Anh em bấm G nè, X nè, hai nè, V nè, chấm net. Anh em bấm vô chữ trang chủ này nè. Bấm vô tải game. Ở đây có mấy đường link anh em mình tải rồi nha. Mình tải link nào cũng được nha anh em. Đó này là mình tải rồi nè. Đó là mình tải xong rồi. Đó mình tải xong rồi về nó là cái này. Xong rồi nhấp chuột vô. Bấm vô cái thứ hai này nha anh em. Bấm ok là nó giải nén ra nha. Mà mình giải nén rồi. Đó, mình giải nén là nó ra hình này. Xong rồi bấm vô cái này. Ở đây anh em kéo xuống share game nè, gạch test nè, đó thoát nghe luôn đó. Đó giờ là test nha, đây là hoàn toàn miễn phí khi tham gia game nha anh em. Đó, mắc xu mắc đồ đầy đủ, không có nạp tiền tháng 50 nha anh em. Nạp tiền là không có chơi. À, để mình chỉ anh em đăng ký luôn nha. À, anh em quay ra trang chủ nè, có chữ đăng ký nè, dưới chữ tải game nè, đăng ký để hot này à, đăng ký ngay. Đó, tên đăng nhập thì bấm đại nó là ACD M346 đi. Cái này mà khẩu cấp 1 mình đặt M346. Mà hỏi cấp 2 mình đặt ngoài 346 79 luôn.
số điện thoại mình bấm 0 3 6 7 9 9 rồi. Mà khẩu cấp 3 cái này là chứng minh nhân dân thì bấm từ 0 đến 9 luôn, 0 1 2 3 4 6 7 8 9. Thời nhập. Đó, rồi xong. Hôm này nó bắt mình bấm chữ hoa nhưng mình làm lại nha. Khẩu 3 3 6, khẩu cấp 2. 6 7 9, số điện thoại bấm đại nó cũng được nha anh em. Mẫu cấp 3 là chứng minh nhân dân. Này nó bắt mình viết chữ hoa nha mọi người. Đó, rồi xong. Rồi chúc anh em chơi game vui vẻ nha.